Cây rừng. 1. Biết được thời vụ trồng rừng. 2. Biết được kỹ thuật đào hố trồng cây rừng. 3. Biết được quy trình trồng cây rừng bằng cây con. 1. La mã. Thời vụ trồng rừng. Thời vụ trồng rừng thay đổi theo vùng khí hậu. Do đó, mùa trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa xuân và mùa thu. Miền Trung và các tỉnh miền Nam thường trồng vào mùa mưa. 2. La mã. Làm đất trồng cây. Đào hố là cách làm đất phổ biến trong trồng rừng. 1. Kích thước hố. Loại. Gồm có hai loại, loại 1 và loại 2. Loại 1, chiều dài miệng hố 30, chiều rộng miệng hố 30, chiều sâu 30. Loại 2, chiều dài miệng hố 40, chiều rộng miệng hố 40, chiều sâu 40. Kích thước hố được tính bằng cm. 2. Kỹ thuật đào hố theo thứ tự các bước sau. Dạt cỏ và đào hố. Lớp đất màu để riêng bên miệng hố. Lấy lớp đất màu đem trộn với phân bón. 1 kg phân hữu cơ ủ hoai với 100 g súp pe lân và 100 g NPK cho một hố. Lớp đất đã trộn phân bón vào hố. Lớp đất màu đã trộn phân bón cho xuống trước. Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ, rồi lấp đầy hố. Em hãy cho biết, tại sao khi lấp hố, lại cho lớp đất màu đã trộn phân bón xuống trước? Ba la mã, trồng rừng bằng cây con. 1. Trồng cây con có bầu là cách trồng được áp dụng phổ biến trong trồng rừng. Quy trình trồng. A. Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất. B. Rạch bỏ vỏ bầu. C. Đặt bầu vào lỗ trong hố. D. Lấp và nén đất lần 1. E. Lấp và nén đất lần 2. G. Vung gốc. 2. Trồng cây con rễ trần. Trồng cây con rễ trần được áp dụng đối với các loại cây phục hồi nhanh, bộ rễ khỏe, nơi đất tốt và ẩm. Em hãy quan sát hình 43 và ghi vào vở bài tập thứ tự các bước vào dưới mỗi hình cho đúng với quy trình trồng cây rễ trần. Tạo lỗ trong hố đất, đặt cây vào lỗ trong hố, lấp đất kín gốc cây, nén đất, vung gốc. Ngoài hai cách trồng rừng nêu trên, người ta còn tạo cây rừng bằng cách gieo hạt trực tiếp vào hố. Theo em, ở vùng đồi núi trọc nên trồng rừng bằng loại cây con nào, tại sao? Ghi nhớ, mùa trồng rừng chính ở các tỉnh miền Bắc là mùa xuân và mùa thu, các tỉnh miền Trung và miền Nam là mùa mưa. Đào hố trồng cây rừng, lớp đất màu để riêng, khi lấp hố cho đất màu đã trộn phân bón xuống trước. Quy trình kỹ thuật trồng rừng bằng cây con gồm các bước: tạo lỗ trong hố, đặt cây vào lỗ trong hố đất, lấp đất, nén chặt, vung đất kín gốc cây. Câu hỏi 1. Em cho biết mùa trồng rừng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và các tỉnh miền Nam nước ta. 2. Hãy nêu quy trình làm đất để trồng cây rừng. 3. Hãy giải thích các thao tác kỹ thuật trồng cây con có bầu và cây con rễ trần. 4. Ở địa phương em, nếu có trồng cây rừng, thường trồng bằng cây con có bầu hay bằng cây con rễ trần, tại sao? Có thể em chưa biết. Khi trồng cây rừng bằng cây con rễ trần, nên hồ phân, nhúng bộ rễ để tăng cường sức sống của cây. Dung dịch hồ rễ gồm 50% đất mùn, 50% phân chuồng hoai, từ 1-2% súp pe lân và nước. Nhúng bộ rễ cây vào dung dịch hồ từ 10-15 phút, sau đó mang cây đi trồng.